Châu Ngọc Thủy xin chào lại tất cả quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã thường xuyên vô kênh Châu Trương Vlog để chia sẻ, bình luận và đóng góp ý kiến. Chương trình trưa hôm nay cũng như mọi khi. Từ Hà Tĩnh xin chào anh Châu Trương, chúc anh luôn mạnh khỏe. Một bạn khác, chào anh Thủy, theo anh hai chữ cộng sản có gì mà đáng ghét đến như thế, mà lúc nào nghe nói đến hai chữ cộng sản là đa số những người ở hải ngoại bị dị ứng. Vài thứ hỏi những người đó sống ở Mỹ mấy chục năm nay xem lại có hơn người Việt trong nước chưa, mà sao cứ chê cộng sản là sao? Có phải những người đó có mắt như mù, có não như không? Phải không anh Thủy? Chào anh, luôn ủng hộ kênh anh nhiều. Và một bạn khác từ Bình Phước xin chào anh Thủy. Và một bạn khác nữa, anh Thủy cho biết đài truyền hình Việt Nam 1 của Nguyễn Xuân Nam, Bắc California, phải của Việt Tân không? Những người hay lên cây này xào láo như ông Đỗ Thông Minh, Lê Bình, có phải đây là đảng viên Việt Tân không? Trước hết cảm ơn quý anh chị và các bạn đã để lại những câu hỏi, chia sẻ. Và thì như ông Đỗ Thông Minh, tức là một trong những người sáng lập Việt Tân mà. Ông nói là ông bỏ Việt Tân nhưng mà ông không bỏ ra, ông giả đò. Giả đò. Tại vì cái băng đảng Việt Tân nó lưu manh lắm các bạn. Nhiều khi ở ngoài nó nói các bạn là nó không bỏ Việt Tân rồi, nó chửi Việt Tân nữa. Nhưng mà bên trong đó, nó vẫn đi theo Việt Tân. Để làm gì? Để cho các bạn tin tưởng nó, để cho nó gần gũi các bạn, rồi nó tìm cách nó sẽ lừa gạt các bạn. Vì vậy, tôi nói với các bạn trẻ ở trong nước rằng, nhất là các bạn hay lên mạng xã hội đó, nhất là các bạn vừa nổi tiếng, vừa có tài đại khái, là bộ Việt Tân nó nhảy vô, nó lừa gạt quý vị liền, các bạn liền. Nó đưa ra những cái đủ thứ hết để nó lừa gạt các bạn, để cho các bạn mê muội. Thật ra các bạn thấy hay, các bạn mê muội, nhưng mà thực tế không phải vậy. Vì vậy, các bạn trẻ ở Việt Nam, các bạn hãy cẩn thận trong cái vấn đề này. Vì các bạn còn non nớt, các bạn chưa hiểu sự đời, các bạn chưa hiểu cái sự lừa gạt của băng đảng Việt Tân. Chính cả tướng tá ngày trước Việt Nam Cộng Hòa mà còn bị nó lừa gạt thì các bạn đâu có thể giờ nào mà tránh nổi đâu. Cho nên các bạn khi mà nghe bất cứ một tên nào, một anh nào, một mụ nào, một câu nào, một thằng nào mà nó nói rằng là ở Mỹ có nhân quyền, có tự do ngôn luận, có tự do đủ thứ, có tự do đi đái, đi điếc rồi này nọ, là bạn chặn đó ngay, chặn liền lập tức, không có nói chuyện với nó. Bạn nói chuyện với nó là bạn sẽ dính bẫy của nó. Biết bao nhiêu người dính bẫy, kể cả luật sư. Luật sư mà còn dính bẫy với các bạn trẻ. Cho nên các bạn hãy cẩn thận, không nên vào nghe những cái kênh, những cái trang Facebook mà của băng đảng Việt Tân, của những tay chống cộng, những tên chống cộng, vì nó đều là của Việt Tân hết, bị Việt Tân mua chuộc. Lúc đầu là không phải của Việt Tân nhưng mà bị Việt Tân mua chuộc hết. Dễ lắm, nó cũng giống như các bạn trong nước vậy, ở ngoài đó cho nó ngàn vài trăm là cũng bị mua chuộc dễ dàng thôi, hoặc là cho có một cái quảng cáo là mua chuộc dễ dàng thôi. Rồi bây giờ tôi trở lại các bạn, vấn đề đài truyền hình Việt Nam ở San Jose là của anh Nguyễn Xuân Nam. Tôi cũng có chia sẻ với các bạn là tôi biết anh Nguyễn Xuân Nam cũng lâu lắm rồi. Cũng lâu lắm rồi. Và anh ta có một cái tờ báo là Nhật báo Kali Today. Và anh lúc đó anh ra nhiều tờ báo lắm. Anh muốn là làm trùm của tiểu bác Kali mà. Nhưng mà sau đó là bị chịu không nổi. Rồi rút gọn lại. Thì bây giờ báo Kali Today hình như là ngàn tuần 2-3 lần gì đó. Đại khái như vậy mà không biết có còn sống hay không. Không biết có còn sống hay không. Rồi cái đài truyền hình thì vừa rồi ảnh có bị tai biến mà cũng hay, cũng hay là cũng còn chưa bị nặng mấy, còn ngồi xe lăn. Các bạn biết là đa số những cái tay mà sinh hoạt trong cộng đồng, kể cả nhà báo, đều có dính dáng một chút nào đó đến Việt Tân, hoặc là sợ Việt Tân, hoặc là
thay vì sợ Việt Tân thì kết bạn với Việt Tân rồi tăng bốc nó lên, lợi cả hai. Bên kia tụi nó lừa gạt được thì nó chia cho một ít tiền. Vì vậy mà tất cả các cơ quan truyền thông ở San Jose đều nằm trong cái vấn đề tôi vừa chia sẻ, hầu hết như vậy, không có anh nào giống nó. Tại vì cái đất nó là hồi xưa là Nguyễn Kim ở San Jose, mà mạnh nhất cũng là ngày xưa là cũng ở San Jose. Tại vì đầu tiên là Việt Tân nó mở cái Phở Hòa ở đó, ở đường Santa Clara nối dài tới đường Alameda thì phải. Lúc đó là kháng chiến, mặt trận kháng chiến, nó mở cái Phở Hòa đó là nó thành công đầu tiên ở San Jose. Vì vậy mà nhiều người ở San Jose cũng có một chút liên quan tới, không quen biết thì cũng bạn bè. Mà báo chí ở hải ngoại các bạn cũng biết rồi, nó chửi Việt Nam thì nó mạnh miệng lắm, chửi Việt Nam thì mạnh miệng lắm, không có đâu cũng nói có để mà nó chửi. Còn những cái chuyện Việt Tân nó bịp bợm, nó lừa gạt, nó nhân danh Việt Nam, nhân danh kháng chiến, nhân danh nhân quyền, dân chủ, tự do cho Việt Nam, để rồi nó lừa gạt, nó bịp, mà không có ai dám nói gì cả. Vì lý do tôi kể cho các bạn nghe, cái lần đó là anh Nguyễn Thanh Tú mở một cuộc họp báo ở tại San Jose về cái vấn đề khủng bố ở Lido Sài Gòn, với có đạo diễn AC Thompson, mà người đạo diễn của phim Terror in Lido Sài Gòn đó, dịch ra tiếng Việt là khủng bố ở Lido Sài Gòn. Thì ngày hôm đó anh Nguyễn Thanh Tú họp báo, báo chí ở như anh Vũ Hằng Lâm, như ông Nguyễn Phương Hùng, như ông Hà Văn Sơn ở xa mà cũng tới tham dự, cũng tới tham dự, mà tất cả báo chí tại địa phương không có một khuôn mặt nào tới tham dự hết, để cho các bạn thấy rằng là nó bị ổi tới cỡ nào. Nó chỉ là nhân danh truyền thông, nó ra ngồi nó la lối ôm sòm, nó là nhà báo, nhà ký giả, rồi ký giả lớn, ký giả nhỏ, ký giả bé tí, rồi vân vân. Nhưng mà thật chứ không xứng đáng. Tôi nói một thẳng một câu vậy, tất cả những nhà báo ở San Jose không xứng đáng là một nhà báo. Họ làm báo để kiếm ăn thôi, kiếm sống, cũng giống như chống cộng để kiếm sống thôi. Cho nên họ bu theo cái đám chống cộng lừa gạt để họ cũng kiếm sống thôi. Kẻ thì muốn kiếm sống, kẻ sợ xe thì ít, mà kiếm sống thì nhiều. Nó chui cho cái quảng cáo là xong rồi. Không phải như tôi, tôi là đa số quảng cáo của tôi là khách Mỹ nhiều. Ngày báo của tôi ngày xưa là khách Mỹ nhiều, mà một cái quảng cáo của Mỹ là bằng 10 cái quảng cáo Việt Nam. Cho nên tôi không cần Việt Nam, tôi không cần. Ai quảng cáo thì tôi quảng cáo, không ai không quảng cáo thì thôi, tôi không bao giờ tới đi xin. Từ ngày tôi làm báo tôi không có đi xin, không có đi xin. Anh thích là anh quảng cáo, không thích thôi. Vì một cái quảng cáo Mỹ của tôi bằng 10 cái quảng cáo của anh, tôi chỉ cần 3 trang quảng cáo Mỹ bằng 30 cái quảng cáo Việt Nam. Mà ăn tiền của Việt Nam nó trần ai lắm các bạn, nó coi thường ghê lắm, nó coi thường nữa, nó giống như bố thí, nó giống như bố thí với các nhà báo vậy đó. Mà tôi, con người của tôi có vấn đề tự trọng, cho nên tôi không bao giờ xin. Mà tôi sống 35 năm, bởi vì khi mà người Mỹ họ quảng cáo là họ cần họ quảng cáo, rồi những công ty lớn nó thấy cộng đồng Việt Nam mạnh thì nó quảng cáo vô báo Việt Nam, thì nó phải qua một công ty quảng cáo, nó không cần phải liên lạc tôi, nó qua công ty quảng cáo, rồi công ty quảng cáo liên lạc tôi. Một cái quảng cáo như vậy một tuần, bạn biết 400-500, có khi $700 cho một trang quảng cáo, $700, và trong khi đó bằng lái quảng cáo của Việt Nam mình một trang chỉ có $40-50, tức là vừa, nếu mà có thể là vừa đủ tiền in, nhiều khi chưa đủ tiền in nữa, quảng cáo Việt Nam chưa đủ tiền in nữa, tiền in nó nhiều lắm, mà họ quảng cáo là như là bố thí vậy đó. Đó là cái cách đối xử của những người ở bên Mỹ nó như vậy đó các bạn. Vì vậy các bạn đừng có nghĩ rằng người Việt ở bên Mỹ là những người tốt lành, tốt đẹp, không có đâu. Họ cũng giống như từ Việt Nam qua, rồi họ giả danh, giả danh trí thức, giả danh quý phái cao sang, như là mặc bộ đồ vô rồi một chiếc xe nổi tiếng
là họ nghĩ rằng là họ đã cao sang rồi, với thêm một cái điện thoại Apple mới nữa, iPhone mới nữa, mới vừa ra là có liền nữa, rồi đang mang cái hộp xoàn nữa, là họ cho rằng là họ cao sang rồi. Nhưng mà cái chân bùn của họ còn dính bùn, còn dính bùn, cho nên mới gọi là trưởng giả học làm sang là chỗ đó. Đa số những Việt kiều bên Mỹ đều là trưởng giả học làm sang cả, vì tất cả từ cái bùn ở ruộng ở biển lên hết cả mà. Tôi cũng vậy thôi, cũng từ ở ruộng ở biển từ đây thôi, cũng qua đó thôi. Nhưng mà có một cái là tôi chịu học hỏi, tôi chịu tiếp thu và mổ xẻ để thấy được cái nước Mỹ nó như thế nào. Còn nhiều người họ không có, họ qua là họ nghĩ là đang thiên đường rồi, cứ vậy mà sống thôi, không cần biết chung quanh là có ai, không cần biết anh chị là như thế nào cả, không cần. Đó thì làm sao bạn nghĩ họ có một cái kiến thức được, dù là bác sĩ, dù là luật sư, dù là tiến sĩ, nếu họ không có va chạm với đời, họ chỉ đi học từ nhỏ đến lớn, đi học ngồi trên trường rồi đi ra đời, vô ngồi trong hãng, vô ngồi trong bệnh viện, vô ngồi trong văn phòng, thì làm sao các bạn hiểu hết được bác, tức là hiểu cái chuyên môn. Mỗi người hiểu, học ra hiểu cái chuyên môn để đi làm thuê cho các công ty Mỹ. Nhiều luật sư cũng vậy, cũng phải đi làm chung với một công ty luật của Mỹ để mà tiến thăng, dựa vào Mỹ để tiến thăng. Chứ nhiều khi mở ra là những luật sư vớ vẩn thì mới mở ra đứng ở ngồi một mình để làm những cái chuyện giấy tờ, làm những cái chuyện tai nạn xe cộ rồi thôi, chứ không làm gì được hết. Đó, cho nên bạn hỏi về tôi, ông Lê Bình, Lê Bình nữa. Ông Lê Bình là tôi không biết bầu lúc nào, tự nhiên tôi nghe nhận được những lá thư là hội ký giả Bắc Cali là chủ tịch Lê Bình. Thì anh này hình như có tờ báo, báo gì đó không biết, ở dưới San Jose mà ra cũng khoảng chừng sau tôi cũng khoảng ít nhất phải 20 năm. Mà tôi chưa từng biết anh ta, chỉ có coi trên đài của anh Nguyễn Xuân Nam thì có biết anh ta. Khi các bạn biết rằng là sau khi mời mọi liên lạc đồ này nọ hết trơn rồi là tôi không thấy có dính dáng tới bằng đảng Việt Tân đâu. Nhưng mà khi cái chương trình buổi tiệc là do ban đảng Việt Tân điều hành, tôi không đi. Do ban đảng Việt Tân điều hành, tại vì trong đó đài tiếng nước tôi, đài tiếng nước tôi là của ban đảng Việt Tân, cho nên tôi không đi. Tại vì tôi rất là nhạy bén, anh chỉ sơ hở một tí là tôi biết anh thuộc cái ban nào, cái đảng nào liền. Cho nên tôi biết tôi không đi. Vì vậy tôi xin trả lời chừng đó cho bạn là bạn cũng hiểu rồi, cũng nắm được vấn đề. Thì còn thì tôi nói như vậy đó, thì anh Nguyễn Xuân Nam thì cũng nằm trong cái tình trạng đó luôn, không khác gì hết cả. Tôi tin chắc 99% người xem kênh anh đều ủng hộ, chỉ có 1% bọn chống cộng là ghét anh, vì anh chia sẻ sự thật về đời sống của người Việt trong và ngoài nước, làm cho họ hết cơ hội lừa đảo để kiếm ăn. Tôi rất ủng hộ anh. Rồi một bạn khác: những kẻ trong nước đi theo Việt Tân có mấy lý do. Một là đề đốn, đề đốn là đánh số đề. Hai là trai gái. Rồi không mượn được tiền của ai thì tìm đường đi theo Việt Tân kiếm cơ. Đây là bạn này nói về những cái bạn ở trong nước đó, nói về bạn trong nước đi theo Việt Tân là để kiếm cơm đó, là bị bao nhiêu cái ách, tai ách nó gai đấy rồi, bây giờ Việt Tân xúi đâu làm đó, đại khái là như vậy. Vừa rồi có một
thành phố Mỹ làm lễ thượng cờ đỏ sao vàng, không thấy các bác cờ vàng thế hệ F1, F2, F3 đến đú tre. Hình như là bên San Francisco phải không biết treo cờ đỏ sao vàng là tòa lãnh sự thì phải, treo cờ để mừng ngày lễ quốc khánh, đó là chuyện đương nhiên. Thì khi làm lễ quốc khánh thì mời các ông thị trưởng hay bà thị trưởng hay nghị viên của thành phố tới tham dự, thì họ tới tham dự thôi, đó là vấn đề xã giao. Mà những người nước ngoài thì họ đâu có biết là đâu có liên quan tới cộng sản đâu, họ cũng biết, họ thấy là đất nước Việt Nam rất là đẹp đẽ, đâu có gì đâu, chẳng có mình chống cộng thôi, lên phá đám mà không có nào dám đi phá đám cả. Bây giờ tôi nói các bạn, bây giờ anh nào nói cũng ê chề hết trơn rồi. Nhất là khi mà trong chúng tôi lên nói chuyện vạch trần cái bộ mặt giả dối lừa bịp của họ, thì người dân lần lần sẽ hiểu ra và tránh né chúng nó. Bây giờ kêu gọi đi biểu tình cũng chẳng có ai đi. Cảm ơn anh Thủy, anh chia sẻ rất thật, rất trung thực. Chúc anh vui vẻ, vui khỏe, an lành. Một bạn nữa, chào anh Châu Trương, mạnh khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Thì quý vị cũng biết là ở San Francisco là đa số nghị viên hay là thị trưởng này là một là người da đen, hai là người Hoa, người Tàu mà họ đã qua từ cái lúc mà đi qua đi tìm vàng rồi đi làm xe lửa đó các bạn. Ở San Francisco là cái nôi của người Tàu đầu tiên khi đến nước Mỹ để mà đi tìm vàng, hay là rồi sau đó đi cái đường xe lửa của nước Mỹ là cũng đa số nhờ những cái người Tàu qua cái thời đó họ đi làm. Vì vậy mà San Francisco là họ nắm San Francisco từ mấy chục năm nay. Đa số các ứng cử viên hay là những người mà muốn đắc cử ở thành phố San Francisco thì phải nghe người Tàu, và phải người Tàu cần cái gì thì họ phải giúp đỡ cái đó, đại khái là như vậy. Tuy nhiên những người Tàu ở đó họ không thích Trung Quốc, họ không thích Trung Quốc và họ nói tiếng Quảng Đông. Quảng Đông là như tiếng của Hồng Kông rồi đó, chứ họ không thích Trung Quốc. Và có nhiều nơi có nhiều hội đoàn của cũng là Tàu, nhưng mà Tàu Đài Loan, thường thì Tết Đài Loan thì họ treo cờ nhiều hơn, còn Tết mùa Tết thì treo cờ Đài Loan nhiều hơn là treo cờ Trung Quốc. Chỉ có một số người từ Trung Quốc qua ở thì họ cũng có sẽ thể treo, nhưng mà đa số những người Trung Quốc mà đi qua trước năm 97 đó, qua ở San Francisco đó, thì họ tuyệt đối là họ không treo rồi. Thì trong Trung Quốc nó cũng giống Việt Nam chúng ta vậy, cũng có cái bên phản, bên yêu nước, bên phản quốc, đại khái vậy thôi. Ở Bô Sa 49 năm mà tìm không được lô đất để xây cái cột cờ Ba Que thì biết rồi. Bạn nói tới đây tôi mới nhớ, bạn nhớ cái vụ mà Trần Trường không? Vụ Trần Trường đó. Cái vụ Trần Trường thì có một số người kiếm được rất là nhiều tiền, đó là được rất là nhiều tiền, mà người mà chết, người mà chẳng được gì hết là dân, cộng đồng, và người mà bị mất mát nhiều nhất là ông Trần Trường. Thì trong đó, trong cái tổ chức Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia là cái ông cha gì rồi, gọi là ôm cái thùng tiền nhiều nhất, và sau đó mua một cái trung tâm, nghe nói rằng là để cho cộng đồng sinh hoạt, nhưng mà cuối cùng gì đó rồi không có chỗ sinh hoạt luôn. Các bạn thấy ở khu Bô Sa là toàn là thứ dữ không ạ? Thứ dữ không phải không? Nhưng một cột cờ cũng không có, một cái văn phòng để sinh hoạt cũng không có, không xây dựng được. Là vì sao? Chính trong họ đã tranh giành nhau, đã lừa gạt nhau, đã bịp nhau rồi thì không làm gì được hết cả. Trong cộng đồng, trong cái nhóm người Việt, trong cái xóm nhà lá ở Bô Sa đó, anh nào cũng có phe có nhóm hết, là tranh giành nhau thì làm sao mà được cái gì, cuối cùng chẳng anh nào có gì hết cả.
đó là như vậy. Cho nên dù là 49 năm hay là 100 năm nữa cũng vậy thôi, cũng chẳng làm được một cái gì hết. Đa số là vì cá nhân nhiều hơn, vì cá nhân nhiều hơn. Nếu cần họ cho thải cho đó, thí gọi là thí cho cô hồn vài $300 để cho yên yên thân yên phận, để nó khỏi để nó khỏi rằng là nói là đi theo cộng sản hay là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, đại khái như vậy đó. Là mấy cái tụi nó ngu lắm các bạn ơi, nó lưu manh mà nó ngu nữa, cái câu đó nó cứ dùng hoài. Mà ai ăn cơm quốc gia, cơm nào mà quốc gia? Ngày xưa cả Việt Nam, nước miền Nam là do Mỹ nó viện trợ qua để mà ăn, mà sống, mà chiến đấu. Chứ quốc gia nào mà có cơm có mà ăn cơm quốc gia? Nói chung nghe tới những tay mà chống cộng sản là chúng ta nên tránh đi, dính với thứ hủi đó là chỉ bị thiệt thòi thôi. Singapore không bằng Việt Nam được vì Sài Gòn không bằng thành phố Đà Nẵng, thì Singapore sao bằng được Việt Nam? Rồi một bạn khác nữa, xạo quá ông ơi, $500 mà sống thoải mái gồm mướn nhà trong hẻm đã $6 triệu rồi, còn tiền chi ăn cơm khổ quá chứ đừng mơ. Ông nịnh vừa chứ quá khó nghe. Tôi nói bạn là $500 ở Đà Nẵng, còn ở Sài Gòn hay Hà Nội gì tôi không biết, tôi chưa ở đó. Đó là $500 ở Đà Nẵng. Bạn thấy không? Tôi mướn cái khách sạn này. Đây là hồi xưa là khách sạn. Tôi ở tối buồn, tôi ra ban công, tôi nhìn xuống bờ sông Hàn, nhìn tàu du thuyền người ta chạy, nhìn xuống mấy đứa bé nó chạy xe điện nó chơi, nhìn bà con uống nước mía, nhìn bà con ăn kem, nhìn những cặp tình nhân đang ngồi uống nước mía nhìn bờ sông Hàn. Mà có 2,7 triệu một tháng, tính cả điện nước nữa còn 2,9 triệu một tháng. Còn bạn nói 6 triệu ở đâu tôi không biết, cũng có chứ. Tại vì bạn mướn căn nhà 2-3 phòng, 3-4 phòng thì 6 triệu là chuyện như là đương nhiên. Và tùy theo cái chỗ nữa, cái chỗ mặt bằng, rồi cái chỗ bên trong thì cái giá khác nhau. Nghệ An, chào anh Châu Trương, một bạn ở Nghệ An nữa. Việt Nam ngồi lại là cãi. Lý do Việt Nam ngồi lại là cãi, bởi vì không có anh nào biết hết thì cãi thôi. Một anh bên kia, anh nói theo cái ý nghĩa của anh, rồi anh bên này cũng nói theo cái ý nghĩa của anh. Anh bên nọ cũng nói theo cái suy nghĩ của anh, suy diễn ra thôi. Thì ba anh ngồi lại là cãi thôi, bởi vì không có anh nào biết hết thì phải cãi. Không có anh nào biết mà cho rằng mình biết, không chấp nhận, không có gì để chứng minh, không đưa ra những cái giả thuyết để chứng minh, không phân tích để cho người ta thấy, thì do cãi thôi. Cãi chứ không phải tranh luận, các bạn nhớ là cãi. Vì khi ba anh không biết ngồi lại với nhau là anh nào cũng muốn một phần mình thắng, ý kiến của mình là hay, cho nên cãi. Mà không phải Việt Nam, không phải Việt Nam đâu, nhiều dân tộc khác cũng có. Vì là con người mà, hỉ nộ ái ố ai mà không có. Rồi một bạn viết, Trần Nhật Phong đi chỗ nào có ăn, có tiền là sắp vô. Khi người ta nhận ra bản chất thủ đoạn của hắn là hắn quay qua thù oán và bịa chuyện nói xấu. Cái này thì tôi không biết đó nha bạn, cái này là bạn làm sao bạn biết được, bạn có quen Trần Nhật Phong, bạn có gặp và bạn thấy như thế nào. Chứ còn nhiều khi siêu diễn cũng không được bạn, siêu diễn cũng không được. Rồi có thể là bạn nghĩ như vậy, là cái người anh chàng Trần Nhật Phong đó là như vậy, nhưng mà
mình phải có bằng chứng. Nói gì phải có bằng chứng, không có bằng chứng không có tự suy diễn được. Giống như cái vụ mà các bạn hỏi tôi về ông Nguyễn Xuân Nam và đài truyền hình, thì tôi đã chia sẻ những gì tôi biết và những gì tôi có bằng chứng để cho các bạn thấy, các bạn tự nhận xét. Chứ tôi không nói là ông Nguyễn Xuân Nam đi theo Việt Tân hay là ông Lê Bình đi theo Việt Tân. Tôi nói những sự kiện xảy ra như vậy đó, thì bạn cứ suy nghĩ đi. Chào Châu Ngọc Thủy. Chúc những ngày nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc. Đây là bạn viết trong cái thời gian nghỉ lễ đó các bạn, mà giờ tôi mới đọc lại. Thì đường nào cũng cảm ơn các bạn, bây giờ hết lễ cũng không sao. Khu lấn biển ở Đà Nẵng sẽ làm khu thương mại tự do. Chúc mừng Đà Nẵng. Cho nên tôi mới nói các bạn đó, trong một thời gian nữa, chừng 10 năm nữa, thì là bạn đi đâu cũng không bằng đẹp bằng Đà Nẵng đâu. Lúc đó bạn sẽ thấy Đà Nẵng nó đẹp cỡ nào. Không có chỗ nào trên thế giới bạn không so sánh chỗ nào bằng ở Đà Nẵng hết cả. Kể cuộc sống của người dân cũng giống như cuộc sống của những người đi du lịch. Du lịch họ chơi nhưng khi họ chơi cả tháng. Và những người vô Việt Nam ở để làm ăn, như người Úc, người Anh, người Hà Lan, người Mỹ, người Pháp, ở Việt Nam nhiều lắm các bạn. Họ làm ăn ở Việt Nam nhiều lắm, nhất là người Hàn Quốc. Họ mở tiệm, mở tùng nữa là nhiều lắm. Vì nó thật, Việt Kiều về không có cửa đâu. Không có cửa, không có cửa nào hết cả. Chỉ những người về trước đây, chừng 15-20 năm trước, như ông bạn tôi về xe khách sạn này. Lúc đó xe khách sạn này nó 500 ngàn, chứ bao nhiêu cả đất, cả xây luôn có 500 ngàn đô la. Năm 2003. Bây giờ cái giá trị của nó mấy triệu đô la. Cho nên Việt Kiều mà nó về đầu tư ở Việt Nam bây giờ, đem tiền về chỉ kiểu này tiêu xài thôi, chứ còn đầu tư không có cửa, không có một cái cửa nào hết cả để cho các bạn đầu tư. Đặt xúc xích và Thùy Dương Na Uy làm nghề nói xấu quê hương kiếm tiền mỗi ngày mà tụi nó không biết nhục, anh Thủy hả? Thật ra em không muốn nhắc đến loài người này, nhưng ai về Việt Nam ở luôn là chúng nó nói người ta thất bại. Nực cười quá quý vị ơi. Một bạn khác: Việt Nam là nước xứng nhất mà một số người trong nước không biết quý mà cứ mơ mộng đau đau. Mong cho một số người đó đi ra nước ngoài để cho họ biết quê hương mình có giá trị như thế nào. Thì một bạn trả lời: đúng rồi bạn, tôi mà có quyền lực tôi sẽ hỏi ai thích đi Mỹ ở cho đi thoải mái, nhưng cấm về. Muốn về thăm quê hương khối cho muốn về thăm hương khói cho tổ tiên thì 3 năm chỉ cho về 5 ngày để họ ra đi cho họ biết đâu là thiên đường. Tôi đồng ý với bạn. Bạn nói cũng rất là có lý lắm, có lý lắm. Anh chê Việt Nam là anh về làm cái gì? Thà rằng những người đi trước, những người đi vượt biển trước đây đi, là lúc đó nó khó khăn, khổ cực, thì họ bỏ nước họ đi để kiếm một cái nơi có miếng ăn, miếng mặc. Thế còn bây giờ Việt Nam đầy đủ rồi, mà anh muốn đi cho đi, đi đừng về nữa. Đó. Tôi đồng ý với bạn vừa rồi. Như ngày xưa chúng tôi đi là chúng tôi ra khỏi nước là bắt đầu mong muốn một ngày về. Vì thấy cái đời sống ở nước ngoài nó không như mơ ước. Nhưng mà lúc đó cũng nghĩ rằng là không khó có thể được về Việt Nam lắm. Nhưng mà cuối cùng cũng về được. Cuối cùng cũng về được. Và về cái lúc mà tôi về cái lúc mà Việt Nam phát triển tột bộ, quá vượt bậc đi,
chứ không phải nếu bây giờ tôi về khoảng chừng năm chín mấy, 2000, 2005 rồi này nọ thì tôi sẽ có ý nghĩ giống như các bạn đó, các bạn ở bên Mỹ bây giờ. Bây họ chỉ biết cái thời gian đó trở về trước, cái thời gian mà họ đi về Việt Nam trở về trước thôi. Họ không thấy cái sự lột da, lột thịt của đất nước Việt Nam mỗi ngày. Mỗi ngày. Không phải ở Đà Nẵng không? Tôi đi ra Huế, từ đường tôi đi ra Huế, nơi nào cũng có xây dựng. Rồi tôi từ đi xe tàu hỏa từ Đà Nẵng đi Bình Thuận, nơi nào cũng có xây dựng, nơi nào cũng phát triển đẹp, rạng rỡ một trời. Khi trời, khi màn đêm xuống thì sáng rực một trời. Cũng ban ngày thành phố nào cũng nhà cao cửa rộng, tòa nhà cao, tòa nhà nhà ở đâu cũng có những cái tòa nhà tuyệt vời. Vì vậy tôi thì không trách các bạn chửi hay không chửi, đó là chuyện của các bạn. Nhưng mà các bạn chửi phải cho đúng, chửi phải cho đúng. Còn chửi sai là tôi phải phản biện. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn nghe chương trình trưa hôm nay. Hồi sáng tôi đang nói chuyện lỡ dở thì có ông anh gọi vô rủ đi cà phê, làm nó bị tắt lỡ dở cho nên tắt ngang, tôi không chào tạm biệt được. Và tôi thấy rằng thôi kệ dần đó cũng đủ rồi, đưa lên trên ra tới cà phê ngồi uống, ngồi tán dóc và đưa lên mạng cho quý anh chị và các bạn xem. Vì vậy mà nó hơi trễ một tí trong buổi sáng hôm nay. Thì bây giờ buổi trưa nay tôi gọi mấy giờ rồi, 11 giờ rồi, tôi cũng live tiếp luôn bây giờ cho các bạn rồi tôi đi ăn trưa. Xin chào tạm biệt, hẹn lại chương trình chiều hôm nay.